It's not a game, it's a rich thing. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Hôm nay mình sẽ đi đến một nơi mà nó từng gây sợ hãi cho rất nhiều người. Và đây cũng là một quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời của mình. Đó là niềng răng. Và bây giờ thì mình sẽ phải make up và đi ăn sáng. Do là mình có đi chung với hai người nữa, niềng răng là mình phải rủ hả người đi theo niềng cho nó bớt sợ. Ok, và bây giờ mình make up một tí đây. Ok, và đây là mình sau khi đã make up và thay đồ xong. Bây giờ là 9:14 và mình sẽ chạy từ đây ra quận 5 để mà ăn sáng, xong rồi sau đó chúng ta sẽ tính nha sĩ. Run quá. Nhưng mà hoài tinh. Hôm nay là thứ bảy, đi thật đi một ba. Ok, và mình đã đến cái chỗ ăn sáng. Đây là ở đây nó có tên là bún thố cô ba. Thật ra lúc đầu mình nhìn ở ngoài không biết bún thố là cái gì, nhưng mà cuối cùng mình đã biết là bún được cho cái thố được là bún thố. Menu nó có gì những chỗ khác thôi là bún hải sản bla bla bla, nhưng mà tại cái thố được gọi là bún thố. Yeah, anh thôi. Anh sẽ đến nha sĩ. Mình đã đến nha khoa rồi mọi người ơi. Trời ơi, rung quá à. Và đây là bà chủ dựa soi. Còn một người nữa, nhưng hôm nay người đó ngủ quên mất rồi. Không gian ở cái nha khoa này rất là ok luôn. Nhìn nó cứ giống như là spa ấy. Ủa? Nhưng mà nó có spa luôn nè. Mình chỉ nhổ có 2 cái răng thôi các bạn. Cô gái này phải nhổ 4 cái răng. Đang bị trầm tư, trầm cảm, sang chấn tâm lý. Đây nha mọi người, cứ mà ai mà có răng khẽ là phải nhổ răng nha. Bạn nào mà có răng khẽ đi niềng răng là phải chuẩn bị tâm thần đi nhổ răng, ít nhất là phải 2 cái. Và bây giờ là lúc bác sĩ sẽ khám và tư vấn cho mình. Đây là lúc bác sĩ đang xem là góc nghiêng mình có bị hô hay là mớm gì không. Mình lên thớt rồi mọi người. Mình sẽ phải chụp hình lại tất tần tật toàn bộ những chi tiết trong hàm răng để phục vụ cho quá trình niềng răng nhé. Phải nói là đeo cái này á, siêu mỏi, đau nữa. Nhưng mà vì một hàm răng đẹp, mình có thể chịu được. Hoa tinh. Tiếp theo đây là lúc mình sẽ phải chữa bệnh cho răng. Răng của mình có vôi răng, thế nên là mình sẽ cạo vôi răng trước khi niềng răng. Không biết có bạn nào giống như mình không, mình rất là sợ nhìn những cái vật dụng ở trong nha sĩ. Oh my god. Và đây là mình sau khi đã cạo vôi xong rồi nè, còn máu luôn, hơi ê ê. Lần đầu tiên mình cạo vôi răng luôn á, nó bút lên tới ốc mọi người ơi. Sau này mình phải đi cạo thường xuyên thôi. Thế này là không được rồi, mình bị viêm nú rồi. Và bây giờ là lúc mình sẽ phải lấy dấu răng để mà mình tạo hàm răng 3D. Chúng ta cũng có thể thấy được kết quả qua công nghệ mới sau khi niềng răng răng của mình sẽ như thế nào luôn đó. Không cần phải đợi đến khi niềng răng xong mới biết kết quả nha. Mỏi quá. Hàm răng của mình thì lấy dấu răng khá là dễ, tại vì răng của mình tương đối là ổn, nó chỉ hơi gập ghềnh khắp khểnh một tí ở hàm răng trên thôi, cho nên là mình lấy dấu răng rất là dễ. Còn bà chị đi chung với mình thì lấy đến tận 3-4 lần, tại vì răng quá khắp khểnh mà mỗi lần đeo vô như thế là phải đeo 5-10 phút, siêu mỏi họng. Mọi người, đây là mình sau khi đã đi khám, đi tư vấn về vấn đề niềng răng. Và mình có một chút xíu về tâm sự mỏng đó với các bạn là không, mình sẽ cho các bạn xem cái hình cái hàm răng của mình trước ha. Ok. Thì mình khá là may mắn, 4 cái răng khô của mình đều mọc đều hết, thế nên là không cần nhổ răng khô. Tại thường mà mình đi niềng răng á, thì trước khi niềng răng là mình sẽ phải chữa bệnh cho cái răng của mình. Tôi là bị cạo vôi nè. Hả? Nhổ răng nữa nè.
Đó thì mình đã được tư vấn là mình sẽ nhổ hai cái răng sữa. Mấy bạn có biết á, là bây giờ tôi 23 tuổi và tôi vẫn còn răng sữa. Kỳ lạ không? Đó là vấn đề của những bạn trẻ Việt Nam. Tôi ngày xưa tôi không có dám đi đến nha sĩ. Tôi rất là sợ đến nha sĩ. Nói chung kiểu ám ảnh luôn á. Cho nên là không có đi đến nha sĩ thì là răng sữa của mình á thì nó rung rinh cái nào á, thì mình đến bác sĩ mình mới nhờ bác sĩ nhổ giùm thôi. Chứ tôi không có nhu cầu đi đến để bác sĩ kiểm tra. Thế nên là nó còn vướng lại hai cái răng sữa. Là cái răng nó nằm ở dưới cái răng khểnh nè. Đó, và cái răng này. Thì cái răng này cái tên nó bị nát như thế này á là do nó là răng sữa. Nói cho nó dễ hiểu á là nó không có đủ kiểu mạnh mẽ để mà có thể chống lại môi trường, đúng không, là kiểu đánh răng hoài. Thế nên là cái men răng hay là cái gì đó của răng nó bị nát, thành ra nó bị nứt như thế này nè. Đó, thì là đây là răng sữa là phải nhổ. Anh bác sĩ có bảo là răng tôi hầu như là ok, hàm dưới thì là nó đã tương đối là đều rồi, chỉ là phải niềng lại để cho nó vô cái chuẩn luôn thôi. Còn ở trên là phải nhổ răng xong mình niềng để kéo cái răng về chỗ cho nó đúng, cho nó đều hết. Cái chỗ niềng này á, nếu như các bạn muốn biết chi tiết hơn thì lần sau mình đi nhổ răng mình sẽ nói chi tiết hơn về nó. Hôm nay mình đi khám thì mình khá là thấy thích tại vì dịch vụ ở đấy ok, và đặc biệt là anh bác sĩ làm cho mình khá là dễ thương. Hai người là một người nước ngoài, một người Việt Nam thì hai người đều rất là dễ thương. Và thời gian niềng của tôi á, mấy bạn sẽ bất ngờ cho mà xem, nó chỉ trong khoảng 6 đến 7 tháng thôi. Wow. Tại vì hàm tôi không bị lệch, tôi không bị sâu răng, không bị gì hết. Nói chung là nó ok. Nó chỉ bị dính cái là hồi xưa không có đi nha sĩ để mà kiểm tra, cho nên nó bị dướng là hai cái răng sữa. Thế nên là mấy cái răng vĩnh viễn của tôi á, nó phải chen chúc nhau để nó mọc. Cái hàng tiền đạo nó bị khập khiễng là ở cái chỗ không đi nha sĩ. Mấy bạn nào mà đang xem clip mình mà đang ở cái tuổi mà thay răng á, hoặc là mấy bạn đã thay răng rồi đi nhưng mà vẫn phải đến bác sĩ để xem đi kiểm tra xem là răng của mình nó có bị cái gì không, răng sữa nó còn tồn tại hay không nè. Tôi không ngờ là còn hai cái răng sữa luôn á, không thể ngờ được. Mình có một cái vấn đề muốn chia sẻ với các bạn, thì cái vấn đề này nó không có liên quan tới niềng răng cho lắm. Vấn đề ăn nhai, từ trước giờ tôi hiểu lầm luôn là mấy bạn nhìn kỹ đi, cái mặt tôi nó sẽ hơi lệch một tí. Bên đây thì nó V-line ha. Là lúc đầu á tôi cứ tưởng là do cái răng khôn của tôi, thì cái răng khôn của tôi nó đều mọc thẳng hết. Nhưng mà ví dụ cái này là nguyên cái hàm đi, cái hàm của mình nó đang như thế này vô, đúng không, thì là bây giờ cái răng khôn nó không có mọc theo cái chiều theo cái hàm mà cái nó hơi lệch qua đây tí, đó là nó sẽ hơi bướng ra một chút xíu á. Tôi mới bảo là do cái răng khôn, thế nên là cái mặt tôi nó hơi bị lệch. Anh bác sĩ bảo là bậy, cái này là bậy, cái này là do vấn đề ăn nhai của em. Là khi mà mình ăn hàng ngày á, tôi không có nhai đều, các bạn, tôi chỉ nhai bên này đó, còn bên đây là tôi không hoạt động. Thế nên là ngay cái cơ hàm của tôi chỗ này nó sẽ hơi đô luôn tí, tại vì bên đây nó hoạt động nhiều không, bên đây thì nó V-line nè. Thế nên là ăn á, sau này ăn mấy bạn ăn đều hai bên nha, kiểu ăn nha bên đây xong nha bên đây đợi cho nó đều, chứ mà ăn giống như tôi xong một bên mặt hơi lệch nữa không. Thì giờ cái này á không có gì can thiệp nữa trơn á, chỉ có một là mình đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà tôi chắc chắn không phẫu thuật thẩm mỹ rồi, tôi chỉ còn một cách thôi là tôi nhai bên này. Tôi nhai bên này đến khi nào mà cái hai cái má của tôi nó đều nhau, nó không bị lệch nữa là ok. Ok, mình phải lấy độc chỉ độc cái này, đúng không? Đó là tất tần tật những cái mà mình hôm nay đi thăm khám về vấn đề niềng răng của mình. Thứ năm này mình sẽ đi nhổ răng thì mình sẽ dắt các bạn đi theo nữa nhé. Mình sẽ nhổ có hai cái thôi, còn cái chị hồi nãy đi chung với mình nhá, nhổ có 7 cái. Tại vì bốn cái răng khôn của chị là mọc lệch hết, còn tôi là mọc ok hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ cười nhiều để sau này hả mình niềng răng xong thì mình sẽ cho các bạn thấy sự khác biệt. Đó, mình sẽ cười. Ngày xưa mình không dám cười đâu, tại răng mình lệch không dám cười. Nhưng bây giờ mình sẽ cười.